Gần đây, Trịnh Sảng liên tiếp trở thành tâm điểm bình luận của cư dân mạng. Sự việc bắt nguồn từ việc Trịnh Sảng bị chỉ trích là ngu ngốc, EQ thấp, cố tình đụng chạm đến Đặng Luân, kim thần để kiếm fame khi tham gia làm khách mời show Anh Trai Theo Đuổi Ánh Sáng vào cuối tháng 12. Bị chê bai quá nhiều, Trịnh Sảng quyết định rút khỏi chương trình này. Tuy nhiên, khi thông tin Trịnh Sảng quay trở lại show thực tế Anh Trai Theo Đuổi Ánh Sáng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận chửi bới nặng nề từ anti-fan của nữ diễn viên. Nhiều bình luận rằng Trịnh Sảng quả là mặt dày vì từng tuyên bố không tham gia ghi hình, nay bất ngờ quay lại như chưa hề có sự cố nào. Vào ngày 13 tháng 1, Sina đưa tin Trịnh Sảng trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội trong. Nữ diễn viên có động thái đăng bài xin lỗi kim thần sau sự cố vạ miệng, nói về chuyện tình cảm của đàn chị trong show truyền hình KK Theo Đuổi Ánh Sáng vào cuối tháng 12. Không thể trốn tránh sự lên án trong nội tâm. Em chân thành xin lỗi chị. Hy vọng chị có thể chấp nhận lời xin lỗi của em. Em không thể cứ tiếp tục gạt người dối mình mà ghi hình chương trình Anh Trai Theo Đuổi Ánh Sáng được. Thật hổ thẹn, nữ diễn viên viết. Xong, không được bao lâu, người đẹp cùng ngắm mưa sao băng đã xóa bài viết và đăng tải một bức tâm thư khác với nội dung phản kích luồng dư luận chỉ trích của dân mạng. Thay vì tĩnh lặng suy nghĩ, thà khiến những người hoang mang giống như tôi sáng mắt. Nơm nớp lo sợ chứng minh con đường của mình, bên cạnh có bình luận nóng từ dân mạng. Tôi quay phim gây dựng sự nghiệp dưới chứng kiến của mọi người. Cảm ơn vì sự ủng hộ này, các bạn không thay đổi, tôi thay đổi. Vàng thật không sợ thử lửa, buổi chiều hoan nghênh tới phòng livestream của tôi. Công kích tôi cúi đầu xuống, giơ hai tay, phản công. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Thái độ lật mặt của Trịnh Sảng trong khoảng thời gian ngắn khiến cô hứng chịu vô số chỉ trích. Trước đó, người đẹp từng bị chỉ trích giả nhân giả nghĩa, thấy scandal tạm lắng xuống thì vội vã quay trở lại ghi hình KK Theo Đuổi Ánh Sáng dù từng tuyên bố bỏ show. Khi bị dân mạng công kích dữ dội, ngôi sao bèn xoa dịu, rồi sau đó lại tiếp tục làm dậy sóng dư luận. Sau chuỗi hành động khó hiểu, Trịnh Sảng bị dư luận tẩy chay dữ dội. Theo Sina, trong buổi livestream vào tối cùng ngày, số lượng người theo dõi buổi bán hàng của cô chỉ khoảng 20.000 người, doanh số đạt vỏn vẹn 200 món. Sohu cho biết đây là chỉ số truyền thông cực thấp so với mức độ nổi tiếng của nữ nghệ sĩ. Trịnh Sảng đang hứng chịu cơn thịnh nộ từ công chúng bởi những hành động tùy hứng, trước sau thiếu nhất quán của mình, iFan bình luận. Trước đó vài ngày, Trịnh Sảng cũng gây chú ý khi khoe khéo căn penthouse tọa lạc tại khu The Magic City Phú Sinh Long Royal, nơi được coi là khu vực đất đỏ bậc nhất, được ví như đất vàng của Thượng Hải. Theo ước tính, căn penthouse này trị giá 150 triệu nhân dân tệ, khoảng 570 tỷ đồng. Theo truyền thông Trung Quốc, căn hộ của người đẹp cùng ngắm mưa sao băng có diện tích 630m². Bất động sản nằm ở vị trí đắc địa có tầm nhìn bao quát bến Thượng Hải và nằm gần ga tàu điện ngầm. Căn hộ hiện có giá thị trường khoảng 23,1 triệu đô la Mỹ. Trên mạng xã hội, khán giả choáng ngợp trước sự giàu có của nữ nghệ sĩ trẻ. Từ khóa penthouse của Trịnh Sảng hiện là chủ đề được tìm kiếm và thảo luận nhiều nhất trên Weibo. Trịnh Sảng sinh năm 1991, là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc. Cô vào nghề từ năm 18 tuổi và ghi dấu ấn qua các bộ phim cùng ngắm mưa sao băng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Hạ Chí Chưa Đến. Thời gian qua, sự nghiệp của Trịnh Sảng đi xuống do không có phim mới để tham gia. Trên hết, cô vướng phải lùm xùm vạ miệng và thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Trịnh Sảng được mệnh danh là nữ hoàng thị phi của showbiz hoa ngữ vì cứ mỗi lần xuất hiện đều gây ra sóng gió. Để duy trì danh tiếng, cô buộc phải góp mặt trong các show giải trí. Năm 2020, nữ diễn viên tham gia ghi hình đến 14 chương trình truyền hình.